Sáng ngày 8 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm, trao tặng 100.000 phần quà giúp nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là việc làm rất nhân văn, rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó giữa quân với dân. Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao sáng kiến, sự nỗ lực và hành động kịp thời của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ và tin tưởng lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương để nhanh chóng đưa những phần quà này đến tận tay cho người dân đang gặp khó khăn ở những nơi khó tiếp cận nhất, đặc biệt là công nhân, người lao động mất việc, người nghèo trong xóm trọ. Sắp tới, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào tất cả các hoạt động phòng chống dịch của thành phố đang ở giai đoạn cao điểm, quyết định từ các hoạt động giãn cách ở địa bàn đến các hoạt động xét nghiệm điều trị, tiêm vaccine và các hoạt động chăm lo cho người dân. Tại buổi lễ xuất quân, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị quán triệt sâu sắc phương châm chống dịch như chống giặc, nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Với tinh thần, sự an toàn của nhân dân là trên hết, trước hết. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Văn Nam gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành cùng lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng để cùng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa.